Khắc Thanh xin kính chào các bác nhá. Khắc Thanh giới thiệu các bác combo rất là hay nhá, dùng giải trí gia đình, nghe nhạc, xem phim rất là tuyệt vời. Combo gồm có TV 32 inch, TV thường nhá các bác nhá, TV 32 inch. Đấy, rất là đẹp, rất sắc nét, màu sắc sặc sỡ. TV qua sử dụng các bác nhá, nhưng mà rất là đẹp và rất là màu sắc rất là sặc sỡ. 32 inch các bác nhá. 32 inch này, các bác nhìn này, 1, 2, 3, 4 gang tay nhé, chiều rộng 4 gang tay. Rồi là combo, vì nó là TV thường cho nên chúng ta muốn kết nối internet, giải trí thì chúng ta sẽ phải dùng cái combo này. Đây là đầu Android các bác nhé, đầu Android. Nó chạy hệ hành Android giống như điện thoại này. Đấy, chúng ta có thể kết nối với Wi-Fi, chúng ta cài thêm những ứng dụng, chúng ta vào YouTube, chúng ta giải trí xem phim, video các kiểu luôn. Đấy. Cả combo mới có 2 triệu 200 nghìn thôi các bác nhé. Rất là tuyệt vời. Đấy, các này ship hàng trên mọi miền Tổ quốc, giá chưa bao gồm phí ship. Và để mà điều khiển cái đầu Android này, cái đầu này gọi là đầu Android với TV Box nhá. Android TV Box, đấy các bác cứ hình dung như vậy. Đấy, con này có thể xuất ra màn hình 4K này. Đấy. Rồi là đi kèm của nó có điều khiển. Đây, đi kèm của nó có điều khiển đây các bác nhá. Điều khiển này cho con này. Tuy nhiên thì để sử dụng mà tiện lợi ấy thì chúng ta phải dùng đến một trong hai bộ này. Cái này là điều khiển mà có điều khiển bằng giọng nói các bác nhá. Điều khiển giọng nói. Con này thì điều khiển là nó có phím này, có chuột này. Đấy, sử dụng rất là tiện, hai cái này đều tiện, cái này bấm phím rất là nhanh. Con này thì sử dụng giọng nói. Giá thì như nhau. Con này nhá. Tổng nhá, tổng bộ nhá. Tổng bộ này, đấy. Và tivi nhá là 2 triệu 200 nghìn. Khi các bác mua riêng lẻ này, tivi 1 triệu 650 này. Samsung nhá. Rồi là con này 180.000. Con này 180.000. Con này 500.000. Đấy, khi mà mua riêng nhá, mua chung thì rất là rẻ. Đấy, mỗi con điều khiển bằng giọng nói này có một cái đầu cắm vào đây. Đấy, con này có một cái đầu cắm vào đây. Đấy, để nó bắt sóng và sử dụng. Đấy, các bác có thể mua cái con này. Khi mà cắm vào tivi nhà các bác, tivi phải chạy Android nhá. Hoặc là tivi không chạy Android thì các bác phải dùng cái cục Android này. Android thì nó giống điện thoại Samsung, Oppo đấy, là điện thoại dùng chạy Android. Con này chạy y như vậy. Đấy, phải chạy Android thì chúng ta mới có thể dùng được cái con này nhá. Con này nhá. Các anh bán hàng và ship hàng trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, khi các bác mà đặt con TV này chẳng hạn, đấy, yêu cầu chúng em test video đấy. Rồi đóng hàng trước khi gửi thì các bác cần video test hàng, video đóng hàng thì bọn em sẽ quay cho các bác. Đấy, khi mà gửi qua bưu điện thì gửi qua bưu điện thì bọn em phải đóng hàng rất là cẩn thận đấy, để đảm bảo cho các bác. Khi gửi thì các bác cọc những đồ to này nhé, ví dụ TV này bác cọc 200 nghìn nhé. Cọc 200 nghìn bằng chuyển khoản hoặc mua thẻ Viettel cũng được. Đấy, nếu mà gửi hàng đến nơi mà nó vỡ hay nó như nào ấy không dùng được nhá. Các bác không nhận hàng và em trả lại cọc. Đấy, cửa hàng Khắc Thanh thì gần 70.000 người đăng ký kênh YouTube rồi, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Bây giờ là sử dụng có quảng cáo. Rồi bây giờ em sẽ sử dụng cái con này nhá. Con điều khiển vừa bục chuột và bàn phím này nhá. Đây. Đấy, để di chuyển này. Đấy, di chuyển các bác nhìn thấy con trò chuột trên màn hình nó chạy không? Đấy, chỉnh rất là nhiều chức năng nhá. Đó là cho tiếng này. To nhỏ này. Đấy. Quan trọng là di chuyển chuột này. Đấy, bấm quay lại này. Đấy, quay lại. Đấy, các bác có thể vào cái mục tìm kiếm. Đấy. Đấy, vì nó có bàn phím nhé. Đây, giờ em sẽ thoát ra ngoài. Đây, đây là giao diện của con
TV Android box này nhá, cái hộp TV thông minh ấy. Đấy. Nó kết nối với những cái loại TV mà không có kết nối được wifi, hoặc là những TV có wifi nhưng mà chức năng nó ít thì vẫn phải dùng cái con này thì nó có nhiều chức năng. Đấy, nó có ẩn kho Google Play này giống trên điện thoại này. Đây, quay cho bác. Đấy, Google Play giống trên điện thoại này. YouTube này, đấy, ngoài ra các bác có thể cài các ứng dụng khác trên Google Play nha. Đây, giả sử em vào YouTube này. Vào YouTube thì em sẽ sử dụng con chuột này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Bấm vào đây. Đấy. Rồi các bác bấm vào tìm kiếm. Đấy, tìm kiếm thì các bác sẽ đánh trên bàn phím này. Nếu mà các bác dùng bàn phím trên điều khiển TV thì nó rất là lâu. Đấy, dùng như là những cái TV mà có wifi nhưng mà dùng điều khiển để bấm lâu lắm. Đây nhá, em bấm bằng cái này rất là nhanh. Các bác nhớ là TV mà chạy Android thì mới dùng được loại này nhá. Đấy, nhạc trẻ xuân này này, bấm đây. Đấy, rất là nhiều video. Ta bấm này, đấy, di chuyển. Đây nha. Cái này dùng pin sạc các bác nhá. Tắt bật ở đây này, pin sạc này. Đấy, giống điện thoại Nokia ngày xưa đấy. Ta có dây sạc ta cắm vào. Đấy, rất là led các bác nhá. Cực kỳ led luôn. Đấy. Cho bé này. À, chưa bật đây này, em vừa tắt đi rồi. Tắt đây. À, cho nhỏ này. Rồi em tắt cái này nhá. Bây giờ dùng cái con này. Dùng cái con điều khiển giọng nói này nhá. Nếu quay lại này. Đấy, quay lại này. Quay lại màn hình chính này, đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó di chuyển từ ngô một đấy. Đấy, vào YouTube nhé. Đấy, các bạn bấm tìm kiếm này. Đấy, sau các bạn bấm sang phải này, đấy, có hình cái mic này. Các bạn bấm này. Đấy nha, bây giờ nói này, nhạc trẻ xuân. Đấy, nó ra nhạc trẻ xuân rồi nha, các bạn nhé. À, bấm này, phát thanh này. Ta lại bấm sang lên trên này. Rồi sang phải hình vào hình cái mic nhá, xong là bấm ok. Khắc thanh. Các anh. Đấy, chữ khắc thanh em nói không rõ lắm nên nó không nghe được. Đây nha. Mua rẻ 365. Đấy, kênh của em nhá, thấy ra chưa? Đấy, chúng ta di chuyển. Đấy, rồi ok. Quay lại nhé. Đấy, giả sử đang ở màn hình chính này nhé. Đấy, chúng ta mà bây giờ bấm nút điều cái mic này nhé, thì nó sẽ hiện lên cái Google giao diện của Google tìm kiếm nhé. Rồi, nhạc trẻ. Đấy. Thì nó tìm trên trang web nhé. Đấy, nó ra những video nhạc trẻ này. Cái này nó tìm bất kỳ cái gì nha các bác nhá. À, ví dụ như là các bác tìm tìm cái gì cũng được. Bây giờ tìm cái gì nhỉ? Đây. Dàn âm thanh đắt nhất thế giới. Đấy, nó tìm luôn Đây là nhá. thông tin từ âm thanh Việt Nam. Đấy, dàn âm thanh đắt nhất thế giới. À, nếu mà vào YouTube thì các bác tốt nhất là bấm vào YouTube này đấy, xong bác bấm vào mục tìm kiếm, xong các bác bấm vào hình cái mic kia đấy, nhạc bolero đấy. Rất là tuyệt vời nha các bác nha. Mở lối những mơ mộng, ngọn đèn cháy.
sâu sắc cạn, con không về kịp để đây nhá. Cái con điều khiển giọng nói này là 180.000, con phím chuột là 180.000. Đấy, con đầu Android này, đấy, Wi-Fi, TV thông minh đấy, 500.000. TV là 1.650.000. Đấy, cái này thanh lý, mua thanh lý của nhà nghỉ nhé, người ta dùng rất là ít. Dùng rất là ít cho nên là vẫn còn đẹp, có con còn nguyên mác này. Đấy. Nguyên hay không thì các bác không, còn thì tốt nhưng không còn chả sao, thì còn là người ta chưa bóc, còn người ta bóc rồi thì nó sẽ không có. Nói chung là tivi nhà nghỉ người ta dùng ít. 32 inch các bác nhá. Ok, 32 inch. 1 2 3 4 4 gang rưỡi, chiều này gần 4 gang. Nó rộng khoảng 80 cm đấy. Cái nút này cảm ứng nhá các bác nhá. Nút này cảm ứng hết, đấn nút ở đây này, cảm ứng hết. Đây. Phía sau đây. Giá rất là ok, chất lượng thì còn tuyệt vời lắm. Rồi, các bác thấy hay nhấn đăng ký kênh Khách Thái Store và kênh Mua Rẻ 365. Xin kính chào các bác nhé. Và ủng hộ thêm một số kênh khác của em nữa. Nói chung con này có thể này, điều chỉnh âm lượng. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh độ phân giải của TV nhé. Đây, độ phân giải của TV này. Đây, các độ phân giải này, 1080 là nét. Đây. 1080 nhá, là nét nhất của video này. Để video này người ta đăng tối đa là 1080. 720 là dưới này. Có những video 4K thì nó sẽ hiện 4K đây. 4K nó là 2000 bao nhiêu đấy, nhân 3000 bao nhiêu đấy. Đây Full HD nhá. Full HD 1080. Ơi, xin chào các bác nha.